Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió đông bắc yếu, trên cao là khối không khí ổn định, miền Bắc đón tuần mới với thời tiết hiện tại khá là mát mẻ, dễ chịu, với nhiệt độ vùng núi chỉ từ 22 đến 24 độ, đồng bằng và trung du là từ 25 đến 26 độ, cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ che phủ hầu khắp các nơi. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời tạnh ráo, nắng sớm nhưng vẫn có gió đông bắc nhẹ thổi, vì thế nền nhiệt ngày có tăng nhưng biên độ tăng nhiệt ở mức vừa phải. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ, trời nắng nhưng không quá nóng. Sau 14 giờ chiều khi cường độ nắng yếu, nhiệt độ giảm nhanh, sau 16 giờ thì trời chuyển mát trở lại. Với miền Trung, lúc này mưa cơ bản đã hết, Trung Bộ cũng đón tuần mới với thời tiết tạnh ráo có nắng. Một lớp sương mù nhẹ cũng đang xuất hiện ở vùng ven biển, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong khoảng thời gian từ nay đến 14 giờ chiều, miền Trung thời tiết đồng thuận có nắng, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Nhưng sau 15 giờ chiều trở đi, thì ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận lại xuất hiện mưa rào và dông. Khánh Hòa, Ninh Thuận và cả Bình Thuận có điểm mưa to và dông mạnh, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ở phía Nam, lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên không còn nơi nào có mưa cả. Trời se se với mức nhiệt từ 20 đến 23 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 24 đến 27 độ mát mẻ ở khu vực Nam Bộ. Từ giờ đến 14 giờ chiều trên cả hai khu vực có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ là 32 đến 33 độ. Sau 14 giờ chiều thì mưa dông xuất hiện nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trên biển, ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, gió Đông Bắc ở mức cấp 4, mưa dông vài nơi. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa dông rải rác trong chiều và tối. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. Thank you.